Lời nhắn của Chúa cho người thân yêu của con hôm nay. Con yêu dấu của Thầy, Thầy rất vui mừng khi con đang đói khát tìm kiếm Thầy. Thầy sẽ tiếp tục rót vào con những lời dạy và động viên của Thầy để con được đầy tràn với sự hiện diện của Thầy. Khi con tìm kiếm Thầy, hãy nhớ rằng Thầy không phải là một Chúa tà ác hay khó hiểu. Thầy luôn hiện diện bên cạnh con, sẵn sàng đi cùng con trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Thầy là người bạn đồng hành của con, niềm tin của con và nguồn sức mạnh của con. Trong việc tìm kiếm Thầy, đừng bỏ qua sức mạnh của sự thờ phượng. Hãy ca ngợi danh Thánh Chúa vì thờ phượng mở ra cánh cửa đến với sự gần gũi hơn với Thầy. Hãy hát lên lời ca tụng danh Thánh Chúa vì trong không khí của sự thờ phượng, vinh quang của Thầy được bộc lộ và trái tim con được biến đổi. Hãy mở trí và trái tim của mình với những sự mở cảm thông của Thầy. Hãy cho Thầy phép giải thích những bí ẩn của nước Thiên Chúa vì Thầy muốn mở ra những chiều sâu của sự khôn ngoan của Thầy đối với những ai tìm kiếm Thầy chăm chỉ. Trong việc tìm kiếm sự hiện diện của Thầy nhiều hơn, hãy kiên nhẫn và kiên định. Sự phát triển và biến đổi đòi hỏi thời gian, nhưng Thầy cam đoan rằng khi con tìm kiếm Thầy một cách chân thành, con sẽ tìm thấy Thầy. Hãy nuôi dưỡng tư thế khiêm tốn và hiến dâng, để Thầy làm việc trong con và thông qua con theo thời gian hoàn hảo của Thầy. Đừng sợ hỏi Thầy để được nhiều hơn. Hãy yêu cầu cho tràn đầy tình yêu, ân điển và truyền dầu của Thầy. Hãy yêu cầu cho sự hiện diện của những phúc âm của Thầy và sức mạnh của Thầy trong cuộc sống của con. Hãy yêu cầu với đức tin tin tưởng rằng Thầy có thể làm được nhiều hơn hẳn những gì con yêu cầu hoặc tưởng tượng. Tiếp tục đói khát và khao khát sự công bình vì những ai đói khát và khao khát sẽ được đầy đủ. Hãy tiến về phía trước trong việc tìm kiếm Thầy, biết rằng sâu thẳm tình yêu của Thầy và mọi vinh quang của Thầy đều không có giới hạn. Thầy đang khao khát để làm thỏa mãn những khao khát sâu thẳm nhất của linh hồn con với sự hiện diện của Thầy. Hãy nhớ rằng con là con yêu dấu của Thầy, và Thầy rất vui mừng với sự đói khát tìm kiếm Thầy của con. Khi con tiếp tục hành trình này, hãy biết rằng Thầy sẽ đi cùng con mỗi bước đường. Niềm khao khát của con sẽ hòa hợp với tâm hồn của Thầy, vì Thầy muốn hiện ra mình với con một cách sâu sắc hơn. Với những tay vỗ tay mở rộng, Thầy chào đón con đến với cuộc phiêu lưu tìm kiếm sự hiện diện của Thầy. Hãy tiếp tục khao khát nhiều hơn và đừng bao giờ ngừng tìm kiếm. Hãy để lòng con đầy tràn với những điều tốt đẹp nhất của Thầy. Hãy tìm kiếm Thầy với tất cả trái tim con và con sẽ tìm thấy Thầy. Với Thầy, luôn có thêm nhiều hơn để khám phá, để trải nghiệm và để thưởng thức. Hãy tiến về phía trước trong sự khao khát và tin tưởng vững chắc vào sự tốt của Thầy. Khi con tiếp tục hành trình này, hãy biết rằng Thầy sẽ đi cùng con mỗi bước đường. Niềm khao khát của con sẽ hòa hợp với tâm hồn của Thầy. Amen. Hãy like, share và đăng ký kênh nếu con thực sự tin tưởng vào Chúa.